ra cái axit này, này nè. Chỗ này ra axit này là đi mua 85 degree nè. Đó. Quay chỗ xe tỷ nè, trên núi trên đồi không à. Đó, cái city này city trên núi. Đó, thấy không? Đó, ngồi mấy tiếng đồng hồ á. Bây giờ bắt đầu mới tới city rồi nè. Đó, đầu tôi quay chút xíu nha. Đó. Nó trong khu này hả? À đây nè, bữa hôm bác đứng ngoài này nè. Đó, tới rồi. Nó sát cái freeway thôi. Đậu bên đây đi bộ qua ha. Ừ. Đậu sao? Có chỗ nào đậu quá. Đó, có thằng bạn. Ủa, thằng bạn đó. Ủa, xe không nói nữa hả? Cái thằng bạn. Cái thằng ấy. Rồi đó. Chắc xe của bạn gái hả? Chiếc máy đa. Rồi nó đậu đó, đậu chung. Qua đây nè, rồi đi vòng qua đó thôi. Rồi đó, tới đậu luôn. Đâu biết, phải nói. Chỗ nào có vật kinh chắc thì được. Chắc nó đó, đi đậu lại đó, đó đậu chung. À, tháng nó đang đảo vòng 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 vòng. Ok luôn. Nó đậu bên đây. Ồ, ngay cái lúc. Mặt đó không mặt. Nhăn nheo dữ trời. Ồ, kêu anh được. Kêu nó mặt xước. Ok. Ok, thôi không có gì. Ok, thôi xin chào tất cả anh chị em.